tôm tép này tăm tăm. Tôm ngoài ngon lắm, ngoài hết. Nắng nóng thế này hợp lắm ấy, may cho anh gọi mình lên đấy. Thấy hôm qua thấy bác uống rượu say, chắc chắn là ăn cái này vào để nó tỉnh người mà. Thời gian này toàn rượu chè đúng không? Nhà mới với cả đám cưới nó căng quá. Cố nhiều cố nhờ. Nước măng chua mà phát nó nhảy ác bây giờ ấy. Này nhà tinh tách à? Ôi rượu căng đấy. Thôi, mời tất cả anh em nhá. Thế thì bình lên đi. Ôi nhảy tách 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 cái này anh em này. Ơi tôm. Nó còn không chịu bảo thì ấy. Còn thích bò đi cơ. Rồi. Tóm lên luôn đi. Thôi mời anh em nhá. Đến. Rồi, đây này. Ủa. Giòn, giòn không? Cua là giòn mà này. Cá bống anh em ạ. Mời tất cả anh em nhá. Chiến em cá bống. Ớt tỏi anh em ạ. Càng được. Cho cỏ vào. Đúng. Tỏi. Súc. Này. Ớt. Khá kìa. Này mà không giá rượu nữa. Phí đúng không? Cháu phê lên rồi. Anh em ạ. Chưa gì một bát rượu đã phê rồi. Không, mình cho gọi vào thế này bình thường mà. Một mẻ tiết canh. Ê, nhân quá đỉnh cao. Ô xì kê. Đây chẩm chéo là phải chấm này này anh em này. Đấy, chấm hoa quả sơn này. Cho rau củ quả vào. Rồi, mời tất cả anh em nhá. Mời tất cả anh em nhá. Được không cho anh? Ngợi không? Quá ngợi em ạ. Ôi giỏi đấy. Mời tất cả anh em nhá. Ôi dồi ôi. Mướp đắng chấm tẩm chéo. Chiến em nó, mời tất cả anh em. Mời đấy. Quá đỉnh. Nông dây điệu có ổn không dây? Ổn, bởi vì mình không chơi được đâu, mình ăn thế này thôi. Mời tất cả anh em nhá. Để nó đông cứng thì anh em mình thời gian nó còn đâu đúng không? Anh em ăn dần vào thì nó đông. Đông cứng rồi là có nhai ra. Ừ, đúng rồi, mời tất cả anh em lên thôi. Được không? Mà áp. Tiết canh nông dây của cho anh em căng đấy. Thôi, mời tất cả anh em nhá. Được. Bính phúc anh em ạ. Nhưng là cay đi cùng vậy rồi. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Ở Vĩnh Phúc này quá đỉnh cao ấy.
Rồi, mời anh em nhá. Anh em mới ăn chế. Ăn chế xong là ăn rau cỏ vào là tiết canh. Cái này đâu đủ được đúng không? Đúng ăn, ăn chưa được bệnh tốt ác em thật ạ. Giải độc gan, mát gan rồi tốt cho đường tiêu hóa của chú ấy. Ờ, lên đúng rồi, chuẩn. Ôi, thế thì lên. Quá ngợi em ạ. Tùy anh em ạ. Ngon, kìa. Quá ok. Chắc là ok như thế này em thơm nhỉ? Dạ, quá ngon. Dồn vào, tí nó đông ngay mà em thơm. Đây này, ở hè mặt tiền nó chuẩn bị lông hết rồi đây này. Đúng rồi ạ. Rồi. Quá ngon nhỉ? Nhưng hơi mặn. Này thổi thêm nước vào nó mới đông được đúng không? Anh không ăn được. Ngon, thiếu. Pha mật nó vào. Ý, ôi trời, sạch đẹp. Làm một món nào pho pịa. Hấp pịa, pho pịa ăn. Đấy, bức anh em ạ. Úi dồi ôi, nổ ra hết anh em ạ này. Úi dồi ôi, ngợi chưa. Quá là ok. Em ạ, cái này phải cắt dài quá. Này này không, ăn như này biết sướng này này đứa này. Rồi, mời tất cả anh em nhá. Anh không ăn được. Ngon, thiếu. Nào, ớt tỏi đây này. Nếp ớt vào. Nó kìa quá đỉnh luôn anh em. Cắt ra này. Ừ, cắt gì luôn. Này anh đứng này này. Ăn như này đâu này. Mời anh em nhá. Thơm quá kìa. Ớt tỏi. Rau cỏ. Thế này anh đứng này này. Miếng này này. Ăn như kiểu em này này. Ơi anh em ạ, kiểu giống như con lươn, con rắn ấy. Ăn truyền vào xương anh em ạ. Kiểu cảm giác như mình kiểu ăn như kiểu con rắn ấy, anh chưa ạ? Làm thử một miếng cho anh em nào. Ăn đi, ăn đi, thế nó xuống mà. Đấy. À, ui, ớt Bình Phúc anh em ạ. Mời anh em nhé. Đấy, ăn đi, xuống. Đấy, đúng không? Quá ngợi. Quá tuyệt nè. Ớt tỏi đây.
Đây, xuống cho anh em ơi. Mời tất cả anh em nhá. Chú anh thử muối mì anh em ạ. Mình sẽ làm một món tươi anh em ạ. Đấy, món lạp sống. Đấy, thịt nó phải tươi giòi giói anh em ạ. Như này, thịt như này mới làm lạp được. Còn thịt khác thì anh em làm thì nó dai với cả nó có gân, nó không ngon. Đấy, thịt nó phải tươi giòi giói như này, ăn sống nó mới ngon được. Ơi anh em ạ, cho ra vào tí là cho gia vị vào là muối mì vào là ok ngay. Ôi, món lạp như này mà anh em. Đúng rồi. Xuống cho. Cho vào đúng không? Mời tất cả anh em nhá. Ui giời ơi là anh em ăn như cái này nó mới đủ mỏ mà anh nhớ. Nó mới sướng hàm mỏ, nó mới ngậy, nó mới ngập tràn hàm mỏ đúng không? Đúng. Cảm giác cảm giác ăn được không bác Khánh? Ăn được. Anh tập chế ngon không? Quá được. Thế thì cho cỏ thoải mái bác Khánh ạ. Sướng mà anh à? Quá sướng. Quá là đỉnh cao luôn anh em ạ. Mình ăn kiểu giống như kiểu ăn thì không thôi bác anh ạ. Đúng rồi. Quá ngon này. À bác chơi nhá. Rồi ô xì kê. Mời anh em tiếp nhá. Rồi đây này bác Khánh. Anh em phải là hết số này đấy. Ăn như thế này nó mới sướng nha bác anh ơi. Ơi ăn ra ăn chơi ra chơi đúng không? Có khi anh em mình chơi đúng không? Chơi mình đúng không? Ừ. 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 Năng ra sướng ừ. Giờ chú chuyển sang tay rồi. Cá chắc hơn đúng không? Ừ. Nếu phải có kênh chú chơi bằng tay anh em ạ. Ơi mời anh em nhá.
Ok, hẹn lặp lại 10 phút. Ôi giời ơi. Như thế này được chưa em Thơm? Ôi giời ơi, như rồi cho anh ạ. Ây da, thế chứ đủ ấy được. Bảo ăn được. Chiên em nó. Lên. Đây anh em ạ. Ừ. Ôi giời ơi, tạm nguyên con, tạm chéo ăn luôn, em Thơm ạ. Ủa nóng ác quá anh ạ. Ừ, ăn nóng sướng chứ. Ừ. Ủa ôi, mời tất cả anh em nhá. Lên. Ừ. Ừ. Được không? Các cười em ếch. Rồi, mời anh em nhá. Ừ. Ếch nóng, chiên em ếch. Ừ, xương cứng anh ạ. Ừ. Ừ, bực. Rồi, mời anh em. Ừ. Ăn xong rồi là đi bắt cà cào hay là đi về em Thơm? Rồi ok. Ăn đầu nó trước đúng không? Đúng. Mời tất cả anh em lên đầu nó, cắt cơn em đầu. Đúng rồi. Ừ, nóng không? Nóng nhỉ? Ừ. Ôi anh em ạ. À, ăn thế này đúng là sướng ngập cái hàm mỏ thật. Sướng nha. Đây này cháu hết trước chú, quán thứ hai. Chắc là sẽ bảo là không ngon nhưng mà anh em mình ăn ngon, sướng. Sướng mà. May mà em Thơm có lên ý, nếu mà không lên thì chú anh còn ăn sống ý. Sợ thừa nhiều ấy. Thôi anh em ạ. À, mùi lòng của nó này này. Đồng gan ABC. Tất cả cho vào một mỏ. Sướng chưa? Cho bỏ vào. Giờ chú còn thèm ăn ếch nữa không? Không. Nó lại lên trên rồi. À đúng, có một đốt thật nè. Ui bé nhỉ, ít có ít, cái này có ít lắm. Mà cái bánh to lại lòng nhiều anh em ạ. Nhưng mà kiếm này mà em đi câu quá. Ăn đi, ông chưa lấy ông làm gì đâu. Đấy. Đấy. Thì mình phải tìm nhiều vào. Thử với mình con nào. Con này con thì cho anh. Thử ra. Mời tất cả anh em nhá. Mùi ác. Chết. Ôi giời. Ôi giời. Mình xin mấy con nhá. Không. Không được à? Không được. Không được. Anh em vẫn tiếp mà. Có cửa xe à? Cho anh có cửa xe cái này nữa. Phí cửa xe à? Tiết kiệm cửa ấy. Cửa khẩn giá ấy. Banh hay quá. Gọi sao đầm nhá, sao che nhá. Này mắn sòn nó mà sao bắt đầu mập đó. Béo ác. Nó phụ áo mà chỉ mà sòn nó hăng nó xíp bỏng trong này thì tốn thôi. Như con giòi ấy nhỉ. Này, sòng bỏng. Mắc ạ. Mịt nó săn ạ. Đây đây. Mịt ai mịt banh. Thế rồi. Thế rồi. Ngọ ngoại ác anh em ạ. Anh em dọn chọn đây. Chọn như này là sạch nhất này. Đúng không? Và ống này. Sản co. Tất cả bốn ống đấy. Ok, chính là cả. Này nó cay đấy. Có cho hết lọ hay không? Không cho hết đâu, chắc cay lắm. Cay đấy, cho hết lọ. Thôi, mời anh em mời đi. Đi, mời đi. Chuyên em nó. Em khỏi ong. Mời anh em nhá. Lên. Mặt gì? Mặt hầm hầm mặt trắng ra hết. Rồi. Mời tất cả anh em nhá. Ok. Đây này anh em ơi. Gọi con à. Run thế. Run gì? Mặt trắng giặt gì đây?
Ôi dồi ôi, mắt kia hay đen đấy. Em nó kia thế nào? Hoa chuối nhỉ, ghém rồi. Thế cho vào sau thôi đúng không? Rồi, em thơm, lấy thìa này dám sướng, lấy cả nước nó mới ngon. Ừ. Mỏng thế. Cứ từ từ. Ôi giời. Ngon. Xin mời anh em vào đây. Rồi, sâu bò nhảy đi. Ngọ ngoại anh em ạ. Mời anh em sâu tre. Lên. Chiên em à. Sâu tre. Chộp này. Ôi mắt trắng à. Mỏ nhưng mà dài ra. Sâu mà nó vẫn sâu mà nó có chết đâu. Đấy. Chết nó không không tươi. Không, nó lạnh mà. Không tươi. Thấy chưa? Nó cay của ớt. Sống chưa? Ôi mày nghe nhá. Ok. Căng nhỉ, vắt con ăn phục hết đi. Không phải làm ra tí đi. Không phải làm ảnh bia đâu. Ảnh bia xong rồi mà bác Vinh. Tin. Nhưng mà nó có lông ác nhỉ. Này lông của nó này. Lông khói chứ. Nhìn kỹ thì lông nhiều lắm. Lông đen xì. Lông lông đen đúng không? Ngon. Có ngon như luông dừa không? Phát này làm tầm 7 đến 8 con. Sợ nhỉ. Ôi mời anh em đi. Em thơm mà. Úi dồi ôi, lâu lắm rồi không được ăn sợ nhất em thơm ấy. Sâu tre. Ghém hoa chuối anh em. Mời anh em nhá. Cái quá mùi. Nó sẽ ra sao? So với con luông dừa con này ngon hơn nhỉ? Úi dồi ôi. Con này ngon hơn thật nhỉ? Con luông dừa cho anh làm nhỉ? Tính là mùi tre. Rồi. Sau khi trộn chấm chéo thì được ok này nha. Con này bây giờ nó ăn gì nữa đâu, nó xuống làm tổ rồi mà. Thì để chấm món ăn mới ngon. Đông thôi. Em mình ăn tre. Không có mang theo gia vị nữa đâu. Rồi. Mời tất cả anh em nhá, lên lò to xem nào. Lên. Mắt trơn trắng anh. Cảm giác nếu mà độ thơm thì chắc không thơm mà con ong nhỉ. Chuẩn. Mình nhưng mà ong mà không, ăn